Chào bà con, kế bên chùa đó thì có một cái nhà thờ của bên Công giáo. Thì nhà thờ này thì xây cũng rất là cũng chắc phải được mấy chục năm rồi. Cái nhà thờ cũ người ta phá bỏ đi đó, người ta xây mới, an toàn hơn, đầy đủ tiện nghi hơn. Thì có cái ca phạt ở phía ngoài đó cho bà con có thể đậu xe. Đây là cái ca phạt của nhà thờ. Rồi hiện tại bây giờ coi như trong vấn đề an toàn đó, vấn đề an toàn an ninh đó, thì người ta hiện tại bây giờ coi như những trường học hay rồi nhà thờ này cái nọ để không muốn bị những người mà phá phách á, họ tới họ phá, cho nên nhà thờ cũng làm một cái hàng rào để giữ vấn đề an toàn cho bà con khi về ban đêm. Còn ban ngày thì người ta mở cổng mở cửa ra để bà con có thể tới đây cầu nguyện được, giống như một người đang tới đây để vô nhà thờ để cầu nguyện. Thì mình thấy trước mặt mình cũng có mấy người đang ở trong đó. Ở đây là nhà thờ Thánh Saint Brendan Paris là cái giáo xứ bà con, nhà thờ của Thánh Saint Brendan. Thì nơi đây thì cũng có mấy bức tượng đó. Thì ở nơi đây thì có mấy thiên thần, đứng rồi bên tay phải của mình thì có ông thánh nào đây. Mình không có nhìn thấy rõ tên. Rồi người bên tay trái là Thánh Saint Paul. Rồi ông thánh gì phải nói là mình ở đứng xa xa để mình quay nó hơi khó cho bà con thấy. Thì coi như cái bên này là các tinh thần nè. Rồi đây là các tinh thần truyền tin thôi bà con. Truyền tin được có cái thần Mikael cùng cái kiếm để đang đập đầu con quỷ xuống, coi như đó là tinh thần Mikael. Rồi người kế bên tinh thần truyền tin thổi kèn nó gì đó. Rồi có rất là nhiều thiên thần, nhưng mà những tổng lãnh thiên thần đó thì được mấy vị để cai quản cho bầu trời cũng như cho con người. Thì mình thuộc loại coi như cũng không khô đạo thì là mình cũng không có rành mấy cái này ha. Bây giờ mình băng qua cái này coi mình có thể diễn tả cho bà con thấy thế nào. Thì ở nơi đây đang coi ở đây có một số người họ được ơn á, thì bắt đầu người ta cũng mang mấy cái bảng bia tưởng niệm nè, bia cảm ơn này tới để cảm ơn Đức Mẹ đã ban cho họ được những ơn gì mà đặc biệt á, họ xin cho gia đình họ như chẳng hạn như định cư rồi sức khỏe này kia đó. Rồi rất là nhiều người đặt cái bảng cảm ơn ở nơi đây. Rồi một số người họ xin khấn thì họ đặt một cái thùng ở đây. Rồi người nào mà xin về cái điều gì đó thì có thể nhờ cha làm lễ xin khấn cho. Đây coi rồi coi như nhà thờ thì vẫn mở cửa, nhưng mà đóng cửa vào trong cái giờ mà giờ không phải giờ hành chánh nhá, để bảo vệ cho cái sự trang nghiêm của nhà thờ, cũng như để không bị những người mà không thích nhá, họ tới họ phá hoại. Thì ra còn cái giờ mà giờ hành chính như thế này thì cha cụ vẫn mở cửa. Còn đây là cái nhà trường học của nhà thánh Saint Brendan. Thì đây là cái trường mà trường tiểu học thôi. Trường tiểu học thì người ta cũng phải dùng những cái hàng rào này để bảo vệ cho các em học sinh. Cũng tại vì bên Mỹ cũng xảy ra rất là nhiều vụ chém bắn giết này kia nọ. Thì bên Úc này mặc dù
người ta đã kiểm soát vũ khí rồi, nhưng người ta cũng bảo vệ để cho không bất cứ một cái chuyện gì xảy ra đáng tiếc xảy ra nha bà con. Đó, thì đây là cái khu mà khu tập trung của người Việt đấy bà con. Nó nằm cũng cũng gần ngay trung tâm của thành phố Bankstown. Nó nằm gần ngay trung tâm của thành phố Bankstown bà con. Thì người, nếu mà người nào mà không có phương tiện di chuyển thì người ta có thể đi xe lửa tới. Người ta có thể đi xe lửa tới thì rồi bắt đầu mình đi bọc theo con đường này. Thì kế bên nhà thờ thì cũng có một số căn nhà, nhà trệt, nhà xây. Hoa này cũng đẹp quá chừng bà con. Thì mình thấy coi có một phải có một đấng tạo hóa nào đó mới tạo ra được tất cả mọi thứ trên đời này bà con. Nhìn ngay từ những bông hoa rồi những con chim rồi những con sâu này kia, nhiều cái nó đẹp lắm bà con. Thì tất cả mọi cái nó đều coi như có sự liên kết với nhau. Thí dụ mấy con ngay cả con chim này cũng vậy nè. Tại sao nó cái mỏ nó dài như vậy thì nó phải có một cái gì đó mà ông trời đã tạo ra này. Để cho nó có thể đào sâu xuống để bắt mấy con nào mà ẩn nấp ở dưới cái đất gì đó bà con. Thì tất cả mọi cái ông trời đã tạo ra để có sự quân bình, có sự quân bình đó bà con. Bây giờ bắt đầu một số thi bác sĩ rồi kỹ sư hay gì đó rồi người ta mua mấy cái nhà mà gần cái khu thành phố nè, đã bắt đầu người ta mở văn phòng, thì dần dần bắt đầu những người, những căn nhà mà đáng giá đó thì người ta bán đi rồi bắt đầu di chuyển đi cái nơi xa xôi hơn. Về trước mặt mình là cái trường học của bà con. Cái trường học này thì nó dành cho cái trường học này là của bên của chính quyền, của chính phủ. Thì nó cũng cái trường học này coi như hoàn toàn miễn phí bà con, hoàn toàn miễn phí, không có tốn tiền đâu. Có trường công á với tôi tốn tiền, trường tư với tốn tiền, có trường công thì không có tốn tiền. Để cái trường học này là cái trường học dành cho bên hình như bên phái nữ sao á. Đây có một vài trường dành cho cả nam cả nữ. Thì ai mà muốn thích con cái của mình học cái trường nào thì có thể mang tới để người ta dạy. Ở cái trường công á thì không có tốn tiền, trường tư thì tốn tiền. Ok rồi, cái đường này hồi hôm rồi mình cũng quay rồi ha. Thành ra bây giờ mình không quanh quay muốn quay lại nữa. Thì ai mà thích cái video của mình cho mình một cái subscribe ha, hay một cái like gì đó để mình có thêm tinh thần mình quay bà con ha. Thì đây là cái nơi mà sửa xe đó. Thì tương lai thì không biết mấy cái tiệm sửa xe này có còn không, tại vì bây giờ bắt đầu người ta đang có bắt đầu phát triển về cái xe điện á. Cái xe điện thì nó không có xuồng dài mà xài máy móc nữa, thì mấy người thợ máy thì không biết mai kia sẽ sống như thế nào, thì cái đó thì mình không biết. Nhưng mà trước mắt là mình thấy là coi chắc trong vòng chừng 10 năm nữa thì cái nghề thợ máy sẽ bị đào thải. Nhưng mà cũng còn hơi lâu, tại vì một số ví dụ một tàu bè hay cái gì đó người ta không có thể xài điện được á, thì người ta vẫn phải xài tới máy bà con. Rồi mai kia thì không biết như thế nào, mấy người mà
mấy cái vùng vịnh nhé bà con, mấy vùng ở Trung Đông đó, người ta sản xuất ra cái như vậy là cái trường này trường con gái bà con, Bensau Girl High School, trường trường trung học bà con, dành cho phái nữ. Thì cái chỗ mà người ta sản xuất về dầu cạn dầu hỏa này kia, nó không biết mà người ta sống như thế nào, thì cái đó mình không biết. Ok rồi, cái này mình quay rồi, bây giờ mình tạm thời mình ngưng máy bà con. Rồi ai thích cái video của mình cho mình một cái subscribe, một cái like gì đó để mình thêm tinh thần mình quay với bà con ha. Bye bye nha.